Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Leipzig và câu lạc bộ Young Boys. Đây là trận đấu thuộc vòng bảng ở đấu trường UEFA Champions League của hai đội và sẽ được diễn ra vào lúc 0 giờ 45 rạng sáng ngày 14 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Leipzig sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Young Boys với mức kèo là 1,5, mức kèo cũng có thể tăng 1,75 và hạ xuống còn 1,25, mức tài xỉu là 3,5, 3,75 và 3,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo, thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Bạn nào quan tâm thì cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. Trong quá khứ thì Leipzig và Young Boys cũng chỉ mới có một lần gặp nhau. Và lần gặp nhau đó thì Leipzig đã giành chiến thắng trước Young Boys với tỷ số là 3-1. 5 trận thi đấu gần nhất của Leipzig thì Leipzig thắng 3 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Young Boys, Young Boys thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Leipzig chấp 1,5 hoặc là 1,25 nha. Vì sao? Mặc dù cái mức kèo chấp nó cũng hơi cao, nhưng mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Young Boys thì mình thấy là Leipzig đang được đánh giá là nhỉnh hơn Young Boys cũng khá là nhiều. Thứ hai nữa thì trận này Leipzig có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì mình thấy cái mức kèo này nó cũng chưa mấy thật sự gọi là hợp lý, khi mà ở bảng đấu này thì số phận của các đội cũng đã an bài rồi. Lượt trận cuối này cũng xem như là lượt trận thủ tục để kết thúc vòng bảng mà thôi. Và hiện tại thì Young Boys đang có phong độ tốt nữa, mà Young Boys lại được chấp cái mức kèo cũng quá là cao như thế này, thì mình nghĩ ít nhiều gì đây cũng có thể là cái mức kèo gài để cho các bạn đổ về nằm Young Boys quá nhiều cũng không chừng. Nhưng mà thời gian vừa qua thì cái thành tích thi đấu trên sân nhà của Leipzig nó cũng vô cùng ấn tượng luôn. Và Leipzig thì họ cũng đã chính thức có vé vào chơi ở vòng knockout rồi, cho nên là ở lượt trận cuối này mình nghĩ là Leipzig họ cũng sẽ có một cái tinh thần thi đấu thoải mái hơn. Và với việc trận này Leipzig hầu như là họ sẽ có được sự phục vụ của đội hình mạnh nhất được đá trên sân nhà, thì với mức kèo chấp này, tinh thần thoải mái thì mình dự đoán là Leipzig họ sẽ vượt qua được. Cho nên bà nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Leipzig chấp nha. Mức tài xỉu là 3,5, 3,75 và 3,25. Thì thời gian gần đây thì cái thành tích ghi bàn của hai đội mặc dù là tốt, nhưng mà ở hàng thủ thì chơi cũng cực kỳ ấn tượng, cũng rất ít để thủng lưới. Với lại là Young Boys hiện tại thì họ cũng đang đạt phong độ cao và hàng phòng ngự chơi tốt, thì có thể là trận đấu này Young Boys với tinh thần thoải mái nữa thì họ cũng sẽ gây rất nhiều khó dễ cho Leipzig. Dự đoán là trận này Leipzig với điểm tựa sân nhà thì họ chỉ thắng được kèo trên mà thôi. Dự đoán sẽ là 2-0 hoặc nhiều lắm là 3-0 nghiêng về cho Leipzig. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 3,5 hoặc là 3,75 nha. Theo mình thì trận này các bạn nên chọn Leipzig không cũng được rồi. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đều đang ổn định hơn thì Leipzig họ sẽ có một bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Leipzig chấp nha và đã nhẹ cái xỉu 1,25. Tóm lại trận đấy chốt kèo là chọn Leipzig và xỉu ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn.